ăn một miếng xem nó có dai.
Đàn ca mới nè. Cho trẻ con nhìn gió như còn cần cho trẻ mát đêm uống mùa lời thương ơi cho nên mẹ khi ra yêu dần chăm sóc mẹ đang nuôi muốn cho trẻ biết đôi cánh là bố sinh ra vào trong bảo cho biết ngon ngọt rồi cho biết nhìn bọt dèo bọt qua dâng bây giờ thong thả hình tròn là trái đất chạy như lăn chứ chạy như lăn tròn bắt trên đầu sân, có trước cỏ, rồi có lưới có bàn rồi có lớp có trường và sinh ra quanh giáo đôi chân mẹ cái một bảng dùng nhanh từ thế đuôi còn nhanh hơn ra trước mèo dùng lại đuôi vẫy chân vờn cả chưa tất bận chẳng đáp được gì mèo con mệt quá ôm đuôi ngủ nghỉ còn thế là bố sinh bằng cái dê nuôi chiếu chân lù cánh bút quấn cách từ đá ra đây năm Bye.
không đầu tôi cái này. Thế anh nhắm mắt của Quang đi. Quang thử đi mà đọc. Anh không biết à? Quang đọc nè. Châu ơi, ta đỏ đâu này. Châu ra ngoài đọc. Châu... ớ cái gì? Đây, nước này con đọc nhanh quá. Châu ơi, ta bảo châu này. Châu ra ngoài ruột, châu cày với ta. Cái cày bốn nhiệm nông ra ta. Đây châu đấy ai mà quản cơm. Bao giờ cây lúa còn bông thì còn ngọt cỏ. Ngoài đồng châu ăn. Ơ, anh mở sách cuối à? Không. Anh đọc cái này đi, cái này anh nhắm mắt được mà. Không có tiếng thơ gọi thì xe không thấy con trâu đen lông mượt này thì con mắt bom con trâu đen lông mượt con trâu đen lông mượt con nó lanh banh nó cả lần lanh canh chân đi như đập đất thấy gió trâu ơi ăn cỏ và hay là mình thấy con đường rồi nó muôn trăng chay có hồng có ánh mặt trăng tỏ có ánh mặt trăng tỏ thắng vì vào tìm Thầy giáo.
Bằng cái kia nha.
hết chưa? Bằng nữa. Thank you.
Giữ cái này hộ ngay. Mặt thì trắng, tép trời là tép. Chân trắng. Chân trắng hơn nữa. Thế mặt trời trời trời. Thầy nghe lấy. Quét nhà đi. Quét nhà xong không? Kéo ghế lên đấy trước đi. Ừ. Nâng lên. Thầy. Nâng ở dưới chân kìa. Nâng lên.
cái quạt chạy đi.
đổ nước vào rát đi. Chưa đổ hết à. Trời đau nè.
Em vào trong đi, mở ra, mở hết. Vào chưa? Yeah.
Mẹ thấy cái này vào đi. Làm củ gì? Rồi, cho nước xuống đây đi. Giữ cho nó ở đấy, cho nước đầy vào. Thank you.
Thank you.
con làm sao đây? Cô làm cho. Đây đây. Con lấy con đi chứ. Hay cơm trái không? Ăn cơm trái thôi. Son. Hay ăn gỗ gỗ đấy. Đây này. Ăn gỗ gỗ là giòn rồi. Ngon. Mình có thành cơm lắm rồi. Ăn cơm lắm. Ăn gỏ. Gỏ đi. Anh nghe gỏ sao?